Hello, xin chào tất cả các bạn và các con trên lớp 5 nha. Các con trên lớp 5 thân mến, hôm nay chúng ta sẽ học bài Hecta trong sách giáo khoa toán lớp 5. Ta đi làm bài học nhé. Thông thường khi đo diện tích ruộng đất, người ta còn dùng đơn vị Hecta. Hecta viết tắt là HA, gọi là HA. 1 HA bằng 1 hectometer. 1 ha là bằng 10.000 mét vuông. Câu số 1, viết số thích hợp vào chỗ trống. 1 ha sẽ bằng 10.000 mét vuông, 4 ha sẽ bằng 40.000 mét vuông. Hai mươi ha sẽ bằng 200.000 mấy vuông. 1 km vuông bằng 1 km vuông là bằng 100 hecton mấy vuông, bằng 100 ha. 15 km vuông sẽ là 1.500 ha. 1 phần 2 ha, ha là bằng 10.000 mét vuông, chia 2 sẽ bằng 5.000 mét vuông. 1 phần trăm ha sẽ bằng lấy 10.000 này chia cho 100, bỏ đi 2 số 0 là bằng 100 mét vuông. 1 km vuông là bằng 100 ha, 1 phần 10 km vuông là bằng 10 ha. 3 phần 4 km vuông sẽ bằng 3 phần 4 nhân ra 100 là bằng 75 ha. 3 qua câu số 7, câu B. 60.000 mét vuông, bỏ đi 4 số 0 và ra được 6 ha. 800.000 mét vuông, bỏ đi 4 số 0 được 80 ha. 2 số 0 thì ta được là 18 km mét vuông. Bỏ đi 2 số 0 ta được 270. Và ta tiếp theo nhé. Diện tích của rừng quốc phương là 22.200 ha. Hãy viết số đo diện tích khu rừng đó. Dưới dạng số đo đơn vị là km vuông. 1 km vuông là 100 ha. Nhưng mà đây ta bỏ đi 2 số 0 là bằng 222 ha. À, xin lỗi với em, 222 km vuông nha. Câu số 3, đúng, ghi đúng, sai ghi sai. 85 km vuông là bằng 8.500 ha. 8.500 ha thì phải lớn hơn. Như vậy câu này là đi sai thôi, đi nhỏ hơn là sai rồi. 51 ha là 51 rồi thêm 4 số 0 nữa là 510.000 mét vuông. Như vậy câu này đúng, đây là 510.000. Đây là 8.500 ha. 4 decimet vuông, đây là 7%. 4-7%. Ở này 4-7/10. Như vậy nó phải nhỏ hơn đúng không? Cô sai.
53 ngoài số 4. Diện tích của một trường học là 12 ha. Tòa nhà chính của trường được xây dựng trên mảnh đất có diện tích bằng 1/40 diện tích của trường. Hỏi diện tích mảnh đất dùng để xây tòa nhà đó bao nhiêu mét vuông? Thì ta lấy 12 ha thì bằng 120.000 mét vuông. Ta lấy 120.000 mét vuông này chia cho 40, số 0 bỏ đi, 12 chia 4 được 3, 3.000 mét vuông. Lắp sang phần luyện tập. Viết số đo sau dưới dạng số đo đơn vị là mét vuông. Năm ha sẽ là 50.000 ha, 50.000 mét vuông. Hai km vuông, km vuông là bằng 2 km² là bằng 2 triệu mét vuông. 400 đề xi mét vuông sẽ bằng 4 mét vuông. Bằng 15 đề mét vuông. Bằng 7 mét vuông. Này là bằng 26, 17, 100 mét vuông, bằng 90, 5/100 mét vuông, bằng 35/100 mét vuông. Bài số 2, lớn hơn, bé hơn bằng. Đây là đây là 209 decimet vuông, lớn hơn. Đây là 7,9 ha. Đây là 7.900 ha, này nhỏ hơn. 805, đây là 810, nhỏ hơn. Này là bằng. Sang bài số 3. Người ta dùng gỗ để lát sàn một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 6 mét, chiều rộng 4 mét. Hỏi phải tốn bao nhiêu tiền mua gỗ để lát sàn cả căn phòng đó? Biết giá tiền 1 mét gỗ sàn là 280.000 đồng. Hình chữ nhật có chiều dài 6 mét, chiều rộng 4 mét. Như vậy diện tích hình chữ nhật là 6 x 4 bằng 24 mét vuông. Và số tiền là lấy 24 x 280.000. Là bằng 6.720.000 đồng. Đáp số 6.720.000 đồng. Tôi qua bài số 4. Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 200 m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Hỏi diện tích khu đất đó bằng bao nhiêu mét vuông, bằng bao nhiêu hecta? Thì muốn tìm chiều rộng thì ta lấy 200 nhân cho 3/4,
bằng 150 mét. Diện tích, diện tích là mình lấy chiều dài nhân với chiều rộng, lấy 200 nhân 150 bằng 30.000 mét vuông. Thì bằng 3 ha. Đáp số 30.000 mét vuông 3 ha. Ta sang phần luyện tập. Một đĩa lát nền một căn phòng hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 30 cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát tiếng nền căn phòng đó? Biết rằng căn phòng có chiều rộng 6 m, chiều dài 9 m. Diện tích phạch phần mặt vữa không đáng kể. Như vậy mình tính diện tích viên gạch là bao nhiêu? Diện tích viên gạch là 30 là bằng 900 cm. Diện tích căn phòng là 654 m² bằng 54 cm². Như vậy số viên gạch là 542 chia cho 900 hay gặp hai số không này, 54 chia 9 được 600 viên. Đáp số 600 viên. Bài số 2, một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 80 m, chiều rộng bằng 1/2 chiều dài, tính diện tích thửa ruộng đó. Như vậy chiều rộng đó là 80, mình chia 2 hoặc là mình nhân với 1/2 cũng được. Mình chia 2 đi, 40 m. Diện tích mình sẽ lấy 80, mình nhân 40, 8 x 4 là 32, 3.200 m². Biết rằng cứ 100 m² thu hoạch được 500 kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu kg thóc? Thì 100 m² và đây là 3.200 m², mình chia ra để mình tìm số lần. 3.200 mình chia cho 100 bằng 32 lần. Như vậy số thóc của mình sẽ là 50 nhân cho 32 lần. 5 lần 2 là 10, 5 3 15 là 1.600 kg. Và bằng 16 tạ. Bài số 3. Một mảnh đất có hình vẽ trên bản đồ tỷ lệ 1/1000 là hình chữ nhật với chiều dài 5 cm, chiều rộng 3 cm. Tính diện tích của mảnh đất đó với đơn vị là mét vuông. Thì như vậy là mình thấy diện tích thực, cái cạnh thực tế này là 5 nhân cho 1.000 là bằng 5.000 cm², 5.000 cm. Cm decimet bằng 50 m. 3 cm này mình nhân cho 1.000 bằng 3.000 cm bằng 30 m. Diện tích của mảnh đất đó là 30 nhân 50 là bằng 1.500 m². Đáp số 1.500 m². Bài số 4, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Diện tích nước bia, miếng bia có kích thước theo hình vẽ. Như vậy mình thấy diện tích miếng bia ở đây là 64 nè, diện tích này là 64 cm², diện tích bên đây là cũng 64 cm². Từ đây đây là 12 và đây 8, như này đây là 4, như này đây là 32. 64 cộng 64 cộng 32 là bằng 24 nè. Đây sẽ là 24 nhân 4. Rồi mình cộng 3 này lại nó ra 96 bằng 224. Chọn câu C. Rồi xem. Nó xong phần luyện tập chung. Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé cho đến lớn. Ta thấy các phân số có cùng mẫu số, mà phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn. Như vậy từ bé là đâu? Con số 1 mình từ bé đến lớn là đâu? Bé là bé nhất đây, số 1 đây. Đây số 2 đây. Đó. Câu B. Mình quy đồng cho 12, 1/12. Này mình nhân 2 là 10/12. Này nhân 3 là 9/12. Này nhân 4 là 8/12. Như vậy đây là số 1 bé nhất, đây là số 2, đây là số 3, số 4. Bài số 2 tính. Ở khái đây mẫu chung là 12. Đây nhân cho 3 là 9. Đây nhân cho 4 là 8. 9 x 14 x 4 là 22 x 12 bằng 11 x 6. Đây mẫu số chung là 32. Nhân cho 4 là 7 28. Nhân cho 2 là 14. 28 trừ 11 còn 14 còn 14, 14 trừ 11 còn 3 bằng 3/10, 32. Đây sẽ bằng 3 nhân 2 nhân 5, 5 nhân 7 nhân 6, 55 gạch 3 nhân 2 6 gạch bằng 1/7. Bằng 15/16 nhân 8/3 nhân cho 3/4 bằng 15 nhân 8 16. Này bỏ đi. Còn 2.
Gạch số 2 nâng phần 8 bằng 15 phần 8. Đặt sang bảng số 3. Diện tích một khi khu nghỉ mát là 5 hecta, trong đó 3 phần 10 diện tích là hồ nước. Mỗi diện tích hồ nước là bao nhiêu mét vuông? 5 hecta này mà đổi ra là bằng 50.000 mét vuông. Vậy diện tích hồ nước là mình nhân cho 3 bằng 10. Là bằng 15.000 mét vuông. Bài số 4. Năm nay tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người biết bố hơn con 30 tuổi. Tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Cái phần đây là bố hơn con 30 tuổi. Vậy tuổi con là ta lấy 30 ta chia cho 3 phần là bằng 10 tuổi. Tuổi bố là bố có 4 phần nên ta nhân ra 14 bằng 40 tuổi. Đáp số 40 tuổi. Qua phần luyện tập trung. Câu A, một gấp bao nhiêu lần 1 phần 10? Ta có 1 chia cho 1 phần 10 bằng 1 nhân cho 10 phần 1 bằng 10 lần. Đây cũng 10 lần. Đây cũng 10 lần. Đọc qua bài số 2. Đây x sẽ bằng 1 phần 2 trừ đi 2 phần 5. X sẽ bằng, nói chung là 10. Hay nhân cho 5, hay nhân cho 2 là bằng 1 phần 10. X sẽ bằng 9 phần 20 chia cho 3 phần 4. X sẽ bằng 9 phần 20 nhân 4 phần 3. X sẽ bằng 3 phần 5. Này x sẽ bằng 2 phần 7 cộng 2 phần 5. X sẽ bằng 4 mẫu chung là 35. 10 cộng 14. 10 cộng 14 là 24 phần 35. X sẽ bằng 14 nhân cho 1 phần 7 x sẽ bằng 2. Bài số 3. Một vào vòi nước chảy vào bể, giờ đầu chảy được 2 phần 15 bể,
giờ thứ hai chảy vào được 1/5 bể. Hỏi trung bình mỗi giờ vòi nước chảy được bao nhiêu phần của bể? Giờ đầu thì chảy 2/5, giờ thứ hai chảy 1/2, ta cộng lại chia 2, ta lấy 2/5 15 cộng 1/5 này 2 cộng cho 5 là 5/3, 5/15 là 1/3, ta lấy 1/3 chia cho 2, vậy trung bình mỗi giờ vòi nước đó chảy được 1/6 bể, đáp số là 1/6 bể. Ta sang bài số 4. Trước đây mua 5 mét vải phải trả 60.000 đồng, hiện nay giá bán mỗi vải đã giảm 2.000 đồng. Hỏi 60.000 đồng hiện nay có thể mua được bao nhiêu mét vải? Thì trước đó mình sẽ tính một mét vải là bao nhiêu tiền, mình sẽ lấy 60.000 chia cho 5 là bằng 12.000. Nhưng bây giờ nó đã giảm đi 2.000, mình lấy 12.000 mình trừ đi 2.000 bằng 10.000. Vậy với 60.000 đồng thì ta có thể mua được là lấy 60.000 ta chia cho 10.000 là bằng 6 mét. Đáp số là 6 mét vải. Rồi các con xin lớp 5 hôm nay bài học của chúng ta đến đây là hết rồi nha con. Xin chào tạm biệt tất cả các con và hẹn clip sau nha. Bye bye.